Thưa quý vị khán giả, những ngày này, người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đang chung sức đồng lòng cùng Đảng và Chính phủ phòng chống dịch COVID-19. Không chỉ bằng lời nói, hành động, quyết tâm ngăn chặn dịch, mà còn bằng cả tấm lòng thiện nguyện của các tổ chức cá nhân góp phần động viên chia sẻ kịp thời những người dân gặp khó khăn, tô thắm truyền thống nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam. Tại thủ đô Hà Nội, cũng thời điểm này, báo chí Hà Nội cũng chung tay đồng lòng hướng về những thời điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ và chia sẻ, ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền Hà Nội tại tỉnh Bắc Giang. Dịch COVID-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong khó khăn, đã xuất hiện nhiều hành động thiết thực và ý nghĩa, khiến mọi người càng thêm thấm thía cái đẹp của tình người, tình đời. Những câu chuyện cảm động, hào sảng, giang tay đùm bọc, sẻ chia đang lan tỏa nhắc chúng ta biết trân trọng những gì đang có và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Song song với trách nhiệm, phản ánh những thông tin nóng về dịch COVID-19 kịp thời đến độc giả, tạp chí Chất lượng và Cuộc sống trực thuộc Hội Khoa học và Kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam đã vận động và tổ chức một chuyến thiện nguyện hướng về tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ và ủng hộ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bùng phát. Chúng tôi có một cái hệ thống phân phát đối với cái nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm đối với người dân và công nhân, thì thông qua cái hệ thống Mặt trận Tổ quốc ở các xã thị trấn, thì sau khi tiếp nhận về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, chúng tôi phân bổ về các xã thị trấn trên cơ sở cái số lượng người cần giúp đỡ, đặc biệt là số công nhân đang ở trọ trên địa bàn các xã thị trấn. Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn lại phân bổ về các siêu thị không đồng. Hiện nay thì trên địa bàn duy trì là 22 siêu thị không đồng cấp phát cái lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho công nhân, đặc biệt là công nhân. Thế còn người dân gặp khó khăn thì cũng có cái hỗ trợ. Bằng những việc làm hành động cụ thể, nhiều tổ chức cá nhân đã tự nguyện sản xuất, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí, thiết thực giúp đỡ đồng bào mình. Bằng vai trò của mình, những người làm báo của thủ đô Hà Nội đã đóng góp vì mục tiêu chung khi đất nước cần. Đó không chỉ còn là khẩu hiệu mà đã biến thành hành động qua những chương trình thiện nguyện, hy vọng đem đến cho mọi người lòng tin vào cộng đồng, chung tay chia sẻ với nhau trong khó khăn, đồng lòng cùng vượt qua đại dịch. Chúng tôi hết sức là trân trọng, cảm ơn các địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong thời gian qua thì đã chung tay với Bắc Giang nói chung và đặc biệt là chung tay với Việt Yên để đảm bảo cái thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch cũng như thực hiện tốt cái việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc cho những bộ phận công nhân ở các tỉnh, các huyện khác đang mắc kẹt tại vùng dịch ở Việt Yên. Sự chia sẻ và hỗ trợ của tạp chí Chất lượng và Cuộc sống là một trong những hạt muối nhỏ mặn mòi góp thêm vào một biển đời yêu thương của người dân thủ đô cũng như đồng bào cả nước dành cho Bắc Giang. Sự ủng hộ chia sẻ này không chỉ bằng vật chất mà còn mang giá trị tinh thần tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ, thể hiện sự đồng cam cộng khổ, tương thân tương ái của người dân cả nước trong tình cảnh dịch bệnh. Đợt này thì Bắc Giang là một cái điểm nóng của dịch bùng phát, thì tôi thì cũng chỉ muốn góp một cái sức mình gọi là nho nhỏ vào cho những tuyến đầu chống dịch hoặc những tâm dịch trong cái dịp này thôi. Hiện tại thì em đang là sinh viên hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 ạ, tại trên địa bàn huyện Việt Yên. Thì công việc của em hàng ngày ở đây là tiếp nhận hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, tiếp nhận lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm của các tỉnh thành về huyện Việt Yên ạ. Và sau đó thì em sẽ nhận chuyển về các xã để ủng hộ những khu có công nhân đang sinh sống ở đấy ạ. Trong khó khăn hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Tinh thần nhường cơm sẻ áo, đùm bọc lẫn nhau của tạp chí Chất lượng và Cuộc sống cũng như nhiều tổ chức cá nhân như đã tiếp thêm nguồn năng lượng quý giá để toàn dân chung sức chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Dẫu con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm đồng lòng, sự sẻ chia đùm bọc của người dân cả nước, chắc chắn Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.